Những ngày cuối năm là lúc làng trống Bình An ở huyện Tân Trụ, tỉnh Long An nhộn nhịp nhất. Tiếng thử trống liên hồi, tiếng cưa, đục đẽo vang đến tận khuya. Từ hàng trăm năm nay, cứ mỗi dịp xuân về, làng Bình An lại rộn ràng vào mùa sản xuất trống. Ông Nguyễn Văn An, hậu duệ đời thứ 5 của dòng họ Nguyễn, có tiếng làm trống danh bất hư truyền ở vùng đất này, cũng đang tất bật làm ra từng chiếc trống lớn nhỏ để phục vụ thị trường Tết Canh Tí 2020. Nếu mà muốn làm được những cái trống lớn mà đạt kỷ lục của ở đây, đòi hỏi những người thợ phải tỉ mỉ lựa những tấm da trâu rất là cực. Nhưng mà làm những cái trống lớn đòi hỏi phải lựa từ 50-60 con trâu mới lấy được hai mặt trống lớn. Trống lớn thì mặt nó càng lớn thì da nó càng ngày càng khó lựa, còn trống nhỏ thì nó dễ hơn chút. Cái trống lớn kỷ lục ở đây là mất cũng phải 2,5 tháng mới làm xong một cái trống đó, mà mua được 64 con da trâu mới lấy được hai mặt trống đó. Ông An chia sẻ thêm, để làm ra một chiếc trống phải qua hơn 20 công đoạn, muốn trống bền phải chọn gỗ sao, gỗ đem về phơi khô, đo cắt, uốn cong, xử lý mối mọt trước khi ghép lại. Khó nhất là công đoạn bịt da, da phải là da trâu vừa làm xong, đem về căng da, phơi khô. Đặc biệt, muốn trống có tiếng kêu thanh vang trước khi bịt, da phải được bào thật kỹ. Chính kỹ thuật ghép gỗ khéo léo, bí quyết bào da đã tạo nên sự khác biệt cho từng chiếc trống của làng nghề. Ở đây thì có rất nhiều làm nghề trống, nhưng mà đa số thì gia đình chúng tôi đặt trống của anh An thôi mà. Chúng tôi thì tiếng trống của anh An thì chất lượng sắc sảo hơn nhiều nơi khác. Anh An làm nhiều cái chỗ trống từ lớn tới nhỏ, đủ loại hết, to nó nặng hơn người con người mình nữa. Rồi có những cái thì cũng nhỏ nó xíu nó gọn hơn nữa. Đủ loại trống từ nhật lễ đến múa lân hoặc là đình chùa miếu gì đó. Dịp Tết Canh Tí 2020, giá của những loại trống nhỏ bán cho khách du lịch khoảng 1 triệu đồng, trong khi các loại trống cỡ lớn, kỹ thuật khó, giá có khi lên đến hàng trăm triệu đồng.